Xin chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý vị xem một chiếc đúc nịch mà cơ sở em vừa mới hoàn thiện cho anh Ngọc, anh ở Nam Từ Liêm, Hà Nội quý vị ạ. Và cái đúc nịch này thì cơ sở em làm trên nền gỗ gụ cũ, có kích thước là chiều dài là 62. Và cơ sở em đã khảm bằng chiếc ốc đỏ Singapore. Đây các bác xem này. Đó, cái phần chính của chiếc đúc nịch này đó chính là hình ảnh của một đôi chim công đang là đứng trên những cái tảng núi đá cũng như là cây hoa mai tượng trưng cho cảnh mai xuân quý vị ạ. Đó, đây các bác xem. Các bác xem tổng thể nó một chút này. Và với cái phần khung này thì cơ sở em đã khảm cảnh tùng trúc cúc mai quý vị nhá, tùng trúc cúc mai. Đây các bác xem này, cây tùng này. Cơ sở em làm nó cực kỳ là kỹ luôn, khi mà quý vị nhìn cái phần khung là quý vị có thể biết được. Đây các bác xem. Rất là tinh tế đúng không ạ? Phần khung tùng trúc cúc mai tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Và nó sẽ có một dòng chữ là tài lộc đắc niên. Đó, và tân xuân vạn phúc quý vị nhá. Em quay quý vị xem cái phần đẹp nhất, đó chính là cái đuôi chim công này, các bác xem này, đuôi chim công này được cắt chóc ghép từng một cái nông đuôi một để mà tạo ra một cái đuôi nó đẹp như thế này, được phối màu này, các bác xem. Nhìn như thật vậy đúng không ạ? Những cái tác phẩm nó giá trị nhất đó chính là nó tạo nên được một cái hồn của tác phẩm. Nó phải giống thật đúng không ạ? Nhìn nó rất là giống thật. Đôi chim công này tượng trưng cho tình yêu vợ chồng hay còn gọi là phu thê viên mãn quý vị nhá. Đây các bác xem. Đó. Từng cái màu này, đấy, cái lông màu đấy ạ. Đây các bác xem được tỉa tách cực kỳ là kỹ luôn và rất là có hồn đúng không ạ? Đó, những cái phần cánh thì được đều được xe nọng các bác nhá. Đó. Đây là những cái miếng xác tượng trưng cho những cái tảng núi đá các bác xem. Đó. Còn bên trên này thì sẽ là cái cây hoa hồng này và những cái cây hoa mai tượng trưng cho cảnh mai xuân. Nhìn cái cảnh nó rất là vui cả đúng không ạ? Ai cũng có thể chơi được cái cảnh này quý vị nhá. À, ở trên những cái tảng núi đá này thì sẽ có những cái cây cỏ nó mọc lên, các bác xem này. Được tỉa tách rất là già dặn. Cái đúc nịch này thì cơ sở em đã hoàn thiện theo lối đánh bóng trắng gương. Đó, đó là chính là một cái kỹ thuật của cơ sở em. Các bác xem này. Rất là đẹp đúng không ạ? Đây các bác xem tổng thể. Trông cái đúc nịch này nhìn nó rất là thanh thoát, rất là hài hòa và nó có điểm nhấn quý nhá. Và ngoài cái đúc nịch này ra thì cơ sở em cũng đang là có rất là nhiều những cái tác phẩm khảm ốc khác. Và xin chào và gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.